Chuyên trình xin trở lại với chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội trên làn sóng Lưu Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, trong những tháng ngày vừa qua chúng ta rất là bận rộn, nào là Thanksgiving, nào là Noel, Tết Tây, và chúng ta còn chỉ còn vài tuần lễ nữa là sẽ đón Tết Dương lịch. Và năm nay là năm, theo như Chu Lê hiểu, là năm Bính Thìn phải không ạ? Dạ, Bính Thân. Dạ vâng. Bính Thìn là mình đã qua rồi. Thật sự ra thì nếu mà nói về năm gì thì Chu Ly cũng mù tịt, nhưng mà mình chỉ có đoán mò mò vậy mà thôi. Một lần nữa Chu Ly xin được rất là hân hạnh lần đầu tiên để mà mời cô em gái của Chu Ly là cô em Ngọc Diệp ở đây, là một khuôn mặt rất là quen thuộc trong tất cả những cái chương trình cộng đồng của chúng ta tại quận Cam, mà những quý vị khán thính giả ở khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ có lẽ là nghe rất là nhiều trong những chương trình YouTube hoặc là trong những chương trình của TV. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trong chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội với vai trò là một thành viên của chương trình, của sân khấu nhỏ, và bên cạnh đó là em Huệ Thi, một khuôn mặt đầu tiên của sân khấu nhỏ sẽ góp mặt trong chương trình mà chúng tôi sẽ tổ chức vào ngày 23 tháng 1 sắp tới đây. Trước hết thì Huệ Thi, đây là lần đầu tiên em góp mặt với sân khấu nhỏ, em đã bị ai dụ vậy? Trước tiên thì cho em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang xem chương trình. Xin chào chị Julie, chị Ngọc Diệp. Ngọc Diệp. Đúng là lần đầu tiên em sẽ tham gia với sân khấu nhỏ. Và thực thật em cũng không có biết nhiều về cái hội, nhưng mà em rất là interested, muốn biết thêm. Hopefully hôm nay sẽ tìm hiểu. Và em góp mặt trong chương trình sân khấu nhỏ lần đầu tiên với vai trò là MC hay là một người ca sĩ? Chị là em sẽ là một người ca sĩ. Thưa quý vị, thật ra thì trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại quận Cam cũng rất là nhiều nhân tài, và nhân tài thì càng ngày càng trẻ, mà cái tuổi già của cỡ Chu Ly trở đi thì càng ngày càng lùi vào cái hậu trường để mà các em thế hệ nối tiếp của chúng ta có thể bắt đầu tiếp tục những cái quãng đường mà chúng ta đã đi qua. Có lẽ là em có cảm thấy hồi hộp, hoặc là em có cảm thấy một cái chút gì đó xôn xao, mặc dù đây là lần đầu tiên em góp mặt trong chương trình? Nhiều feeling lắm, vừa excited, vừa nervous, vừa cái gì cũng đủ thứ đấy. Tại vì lần đầu tiên thì mình cũng cũng lo lắng và sợ phải không? Dạ vâng. Bây giờ thì Chu Ly xin được trở về với cô em Ngọc Diệp của Chu Ly. Thì là đây là lần thứ bao nhiêu mà Ngọc Diệp có mặt trong sân khấu nhỏ nhỉ? Hình như là từ lúc đầu phải không? Dạ vâng. Từ lúc đầu thì có lẽ là chắc trên dưới cũng phải 10 chương trình, nếu mà em không nhớ rõ chắc chắn, nhưng mà khoảng đó chị. Cả là chia sẻ giống như là chia sẻ với Huệ Thi. Có những cái gì em chia sẻ với Huệ Thi khi mà Huệ Thi sẽ góp mặt trong chương trình với sân khấu nhỏ? Nếu mà một khi mà đã có duyên với sân khấu nhỏ thì Diệp nghĩ là mình đến với một cái con tim, một cái bàn tay, một cái tay ôm rộng mở. Thì Diệp nghĩ cái đó là tốt nhất. Và thì chắc chắn mình sẽ được chia sẻ, và cũng như mình cũng chia sẻ được với sân khấu nhỏ những cái điều tốt đẹp và hay nhất. Khi mà chị nghe Ngọc Diệp chia sẻ như vậy, chị có cái cảm tưởng như là mình đang làm một cái công việc mà mình thường hay nói là tám. Có nghĩa là một cái công việc mà mình không có cái tên rõ ràng, mình không có một cái danh hiệu rõ ràng, và những cái công việc mình làm, một lát nữa thì anh Đinh Trung Chính là người con chim mà chúng tôi thường gọi là con chim đầu đàn của sân khấu nhỏ sẽ cũng trình bày với chúng ta thêm về cái buổi văn nghệ sắp tới ngày 23 tháng 1 tới đây. Và cái chia sẻ mà Ngọc Diệp chia sẻ với Huệ Thi đó, thì chắc chắn rằng thì là sẽ làm Huệ Thi thêm một chút xíu nào bớt lo sợ. Tại vì khi mà mình đến với sân khấu nhỏ giống như là một cái sân chơi cho những người có tấm lòng, những người có năng khiếu, nhưng mà mình không biết là mình sẽ được gọi là diễn đạt ở một
cái sân khấu nào. Thì khi mà Huệ Thi nghe chữ sân khấu nhỏ, lúc đó Huệ Thi nghĩ thế nào? Là trong cái đầu của Huệ Thi nghĩ sân khấu nhỏ nghĩa là gì? Thì lúc đó Huệ Thi nghĩ như thế nào về cái ba cái câu sân khấu nhỏ? Khi mà em nghe cái tên sân khấu nhỏ là em nghĩ là sân khấu không có lớn. Nhưng mà giống như chị nói thì mình có một tấm lòng thì em nghe quen biết cái hội này từ Hàng Ni. Dạ đúng rồi chị. Rồi chị cũng nói chút xíu về cái mục đích của sân khấu nhỏ rồi thì em thấy cũng interesting. Dạ vâng, thưa quý vị, Hàng Ni là một khuôn mặt rất là quen thuộc của Little Sài Gòn TV. Xuất hiện hầu như là mỗi ngày trên với làn sóng của Little Sài Gòn TV 57.7 và cũng là một trong những MC của sân khấu nhỏ mà quý vị đã rất là quý mến Hằng Ni, cũng như là các em của thế hệ nối tiếp của sân khấu nhỏ. Và một lát nữa thì Ngọc Diệp và anh Đinh Trung Chính cũng như là sẽ có một nữ ca sĩ đã góp tiếng trong chương trình của chúng ta, mà người nữ ca sĩ này rất xa với chúng ta nhưng mà vẫn góp mặt trong chương trình để mà nói lên, để thể hiện lên cái tinh thần mà đóng góp cho cái văn nghệ. Một câu hỏi hơi personal một chút, hơi có vẻ tế nhị một chút xíu, là Huệ Thi có đi góp tiếng hát của mình, góp cái khả tài năng của mình vào một cái chương trình nào trước đây chưa? Cũng có nhiều lắm rồi chị. Bây giờ kể thì chắc kể không hết. Đúng. Nhưng rồi. Mà dạ, cũng có nhiều lắm. Có dám hát một vài câu cho khán thính giả nghe không? Chưa có mua mất. Không sao, không sao. Mình hát chay cũng được mà. Nhạc gì mới hát nhạc gì vậy đó. Bây giờ xuân nha. Giống như mình nhạc xuân đi. Chuẩn bị đón xuân đi. Đón xuân vậy, đúng rồi. Hát một vài câu thôi. Dạ, một câu mình, thôi nha. Mình dọa thế nào chút dạ. Xíu. Ok, nhạc phẩm cho Huệ Thi gửi đến là nhạc phẩm Câu Chuyện Đầu Năm. Câu khúc thôi nha, nghe giọng là biết chứ không có khỏe nhưng trên đường đi lễ xuân đầu năm của một năm ruộng rối tơ tăm. Dùng quá, đợi chút xíu có gì mai bốc rồi quý vị. Wow, thưa quý vị, đây là một cái chú Lý thường hay chơi cái trò mà không chuẩn bị trước, cho nên khi mà quý vị nghe những người ca sĩ mà hát, giống như một lần trước chú Lý đã nói chuyện với chị Lê Uyên cũng vậy, chị nói con bé này nó chơi ác tôi quá, nó không có một cái sự chuẩn bị hết. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà mình có một cái năng khiếu, mình có một cái giọng hát mà thiên phú, thì cho dù mình có không có đàn trống hoặc là mình có bị cảm hoặc là gì nữa, mình hát với một cái tấm lòng của mình, phải không? Yeah. Và có thể chút xíu nữa cô bé này cũng bị hát nữa. Chị đừng hù em nhé. đó là những cái gì, những cái tinh thần, những cái tiếng hát mà quý vị sẽ được. Đây là một trong những hai tiếng hát mà quý vị sẽ được thưởng thức vào ngày 23 tháng 1 tại hội trường của Nhật Báo Người Việt, vào một cái chương trình mà chúng tôi với chủ đề là Xuân Kỳ Diệu. Và tại sao chúng tôi gọi là Xuân Kỳ Diệu thì một lát nữa thì con chim đầu đàn của sân khấu nhỏ sẽ gửi đến quý vị cái lý do tại sao chúng tôi chọn cái đề tài chủ đề này vào trong cái chương trình của sân khấu nhỏ, và những cái sự đóng góp của thế hệ nối tiếp của sân khấu nhỏ cũng như là các anh chị em ca nhạc sĩ sẽ đóng góp với sân khấu nhỏ vào ngày 23 tháng 1 tới đây. Chắc chắn thì là Huệ Thi có rất là nhiều bạn trẻ cùng trang lứa tuổi với em, thì em có muốn mời gọi họ đến để tham dự cái chương trình này không? Dạ chắc có chứ chị, đương nhiên rồi. Thì mình mời từ bây giờ luôn đi. Tại sao mình phải chờ về nhà mình mới mời? Dạ. Thì Huệ Thi rất là vui sẽ có mặt ngày hôm đó để đóng góp một chút xíu gì đó cho cái chương trình này. Thì Huệ Thi cũng xin kêu gọi tất cả quý vị và các bạn từ nhỏ tới lớn bé tới già ra vừa không những là ủng hộ cho Huệ Thi không, mà ủng hộ cho cái sân khấu nhỏ và tất cả anh chị em. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, thật sự ra thì chúng ta, ai trong chúng ta ai cũng có khả năng cả. Tuy nhiên mình không có một cái sân để mà mình diễn đạt hoặc là để mình biểu diễn những cái năng khiếu của mình thì cũng rất là uổng. Và vì thế nếu quý vị ngày 23 tháng 1 sắp tới đây, chúng quý vị kêu gọi, mời gọi bạn bè thân bằng quyến thuộc đến để mà
hỗ trợ những tiếng hát mà đến với chúng ta với một tấm lòng qua một cái chủ đề là Xuân Kỳ Diệu. Xin quý vị tiếp tục theo dõi và hỗ trợ cho các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho Little Saigon TV và nhất là chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn.